mang đến cho Tiến Dũng sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên, và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự. Tiến Dũng, Afif có kỹ thuật tốt và những cú đá của anh đều rất hiểm. Một tình huống mà Tiến Dũng đã bay người đúng hướng. Nhưng cú đá của Akram Afif quả là quá hiểm, quá khó. Quang Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của Al-Bakri. Quang Hải rất tự tin và đá rất khó. Nhưng đó là một pha bóng xuất sắc của Al-Bakri. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Dujade bên phía U23 Qatar. Dujade không vào. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al-Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên, tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lần thứ hai tại giải đấu này, không nhiều thủ môn làm được như vậy. Hai lần ngăn cản đối phương ở loạt đá luân lưu. Đội trưởng Lương Xuân Trường. Thứ tự về lượt đá so với trận đấu gặp U23 Iraq đã thay đổi. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành. Thật tuyệt vời. Khi mà thủ môn Al-Bakri đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa. Không hiểu là có phải là thủ môn Al-Bakri cũng như là ban huấn luyện của U23 Qatar. Đúng là như vậy. Đã theo dõi lượt sút của chúng ta ở trận đấu trước. Chắc chắn là như vậy, khi mà tất cả những cú đá của chúng ta ở lượt đấu trước cho đến trước khi Tiến Dũng thực hiện đều đá góc trái. Tiến Dũng không được. Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của số 9 Mesan. Quả đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đức Trinh sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Hà Đức Trinh. Chúng ta như được thở phào trong những khoảnh khắc như vậy, khi hiểu rằng đối thủ U23 Qatar là rất đáng gờm và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Trận đấu trước U23 Iraq, Đức Trinh đá tốt và vần này vẫn là một quả đá chất lượng. Tỷ số luân lưu đã được cân bằng. Và đây là tiền đạo số 1 của U23 Qatar, Tiến Dũng và Ali. Tiến Dũng và Ali. Gần như trong mọi quả đá của đối phương, Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng.
Phan Văn Đức sẽ là cầu thủ tiếp theo thực hiện loạt sút của U23 Việt Nam. Số luân lưu lúc này đang tạm thời là 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Văn Đức rất chính xác. Thì số luân lưu được cân bằng 3 đều. Hãy nhìn những động tác của huấn luyện Park Hang-seo. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Bùi Tiến Dũng cố lên, số 13 của U23 Qatar. Đó là Andrej. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Andrej. Tiến Dũng. Không phải! Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn. Để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội. Những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng. Chúng ta đang bước vào những thời khắc rất đặc biệt. Văn Thanh. Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên. Còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh.